Vâng, để trả tấm hình này các bạn. Quá đẹp. Cô chú anh chị ơi. Đúng anh em, là hình này là hình hình xã hội hay là hình hội quán nè? Đợi anh đi, cái này là bí mật nha cả nhà. Từ từ ai rồi cũng sẽ thấy. Phải cởi phụ ra cho ảnh luôn này cho nó lẹ đi cô chú chị ơi. Giờ em nóng lòng rồi, em coi thử coi ảnh nó như thế nào. Từ từ từ. Gỡ gỡ dây nha. Từ từ đi, gỡ cho từ 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 làm cho. Từ từ để tâm sự cố bộ nha mọi người. Chị Hạ Vy nha cô chú anh chị. Hạ Vy hả? Nghe đi ông, nghe đi. Từ dưới đứng xa xa nghe. Quá cầu mình thấy gần 2 mét rồi cô chú anh chị ơi. Bà qua một ông tiên nha. Ông cũng quá tiên. Một tiên hả? Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì hiện tại là một bức tranh rất là lớn được đưa tới mộ của cậu Nam Vũ Linh này cả nhà. Bí mật nha. Bảo Huy ông Bục Thiện ra. Cậu Năm mãi đến. Rồi, bức tranh ông Tiên. Rồi, cậu Năm thành tiên rồi nha mọi người. Một hai ba. Cậu Năm chị với một người của chú anh chị ơi. Quá đẹp cả nhà ơi. Tiên ngủ rồi ông ơi. Pháp danh của cậu là Tâm Giác luôn luôn. Pháp danh của cậu nè. Tâm Giác. Tâm Giác là lỡ tháo rồi thôi. Lỡ tháo rồi. Lắm vô lên đi. Kinh. Kinh vô. Quá đẹp vời. Quá đẹp vời luôn. Quá đẹp. Quá là tuyệt vời. Quá hồi trắng. Hồi trắng. Quá đẹp. Là cậu thành ông tiên luôn rồi. Quá hồi trắng. Kinh đến tiên. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Quá tuyệt vời nữa rồi. Quá đẹp. Nghệ sĩ của đứng nhà lấy đâu thay ông tiên nữa đó. Quá luôn hình quá đẹp luôn. Ông tiên một hình màu vàng luôn, thấy ông tiên luôn. Ông tiên quá đẹp ông tiên. Quá tuyệt vời luôn đó. Năm ba tới luôn. Trời đất ơi. À, bây giờ là sau khi để bức tranh này là bắt đầu chuẩn bị vô là bắt đầu review cho mọi người xem nha. Quá đẹp mà bức ảnh này cao cũng cỡ quá đẹp luôn người phụ nữ cho họ 100 ngay bức ảnh cao mình thấy cái này rồi ơi giác ghế chưa rất là hoành tráng quá đẹp quá đẹp luôn rồi quá tuyệt vời coi bức tranh mà nó che quá vậy trời ơi bởi nè nè thì anh thấy cho nên ta chụp hình cái ấy quá đẹp luôn mọi người ơi. À, có hai bức sen nha, hai bức sen ở dưới với là bức sen Huy Kinh Dân Bảo Huy Dân Kinh Dân nghệ sĩ Vũ Linh à hân trần thay mặt tất cả anh em ở đây Kinh Dân. Xin cảm ơn anh Bảo Huy phải không? Bảo Huy là chị. Bảo Huy là chị hả? Cảm ơn chị Bảo Huy. Lành một lòng hướng mắt gửi lời đến quán về tất cả quán mọi người có thơ kìa. Đẹp quá bức tranh này gỗ mọi người ơi bằng gỗ luôn gỗ quý rất là đẹp. Ủa nhưng mà cái bức tranh này là cậu ông tiên nhưng mà cậu nhắm mắt lại cậu đang suy nghĩ một cái điều gì đó. Đang làm phép hả? Đang làm phép hóa giải gia đình cho hòa thuận lại đó anh ơi. Cậu đang làm phép nha. Tâm Giác là pháp danh một cô thơ là Tâm Giác là tâm, còn con bên kia là giác. Tâm lành một lòng hướng tổ nghiệp. Tâm lành một lòng hướng tổ nghiệp nghiệp tổ hướng nghiệp tổ. Cái gì vậy trời? Ở sao đừng có đẩy giùm cái đen lắng hoài luôn mà. Giác ngộ quan ở gì quan về cõi phúc an.
À, chữ nó không chứ biết cao chứ ngoài tao không biết chữ. Thấy cái tâm giác mà bây giờ còn năm. Cái cao đấy nghĩa là ý nghĩa nó là giống như cuộc đời của cậu đã trải qua. Cảm ơn tổ nghiệp, cũng nhờ tổ nghiệp mà cậu năm có ngày hôm nay là một ngày sĩ nổi tiếng, cũng nhờ tổ nghiệp mà phục hồi cho cậu năm đó. Còn cái cao kia là giống như cậu đã về có Phật rồi đó, cậu đã xong cái nhiệm vụ của mình rồi, cậu quay về có Phật. Nãy giờ không có chen vô được, chen vô chật lâu luôn. Tâm lành một bức lòng thương nghiệp của cả nhà. Nó dụ em đó anh Linh ơi. Nó dụ em nhưng mà em nghĩ hôm nay anh chăm ngày anh tiên rồi đó cô. Anh thành tiên rồi, bảo đảm luôn. Anh là một vị thánh. Thật ra chín nghĩa niệm, niệm. Thật ra chín nó đẹp. Ôi đúng rồi. Ôi, giống anh kinh khủng luôn. Cậu bây giờ đã là một ông tiên rồi. Giấc mộng, giấc mộng quang quang về cõi phúc. Thấy tấm hình rung lên luôn. Những tấm hình mà cô chú gửi kính chân. Rồi giờ em hỏi anh giám đốc vậy chứ sao giải tán đây? Khán giả anh ta đem hình vô nữa nè, chịu nổi không? Bây giờ cái bảo tàng anh chứa nổi mấy cái tấm hình của ổng không? Để đỡ đi thời gian nữa đi nha. Ê cô là muốn cho Hồ Nguyên là từ từ hơi dẫn cái rạp để một thời gian đi. Để thêm đi. Đây nè, em bảo đảm anh tới 100 ngày còn 3 tấm vậy nữa nè. Nha. Còn gì 3 tấm bự chà bá gì luôn nè. Con biết trước luôn mọi người. Ôi tiên xuất hiện nè. Anh hồi nãy em giấy anh Linh Thi phải không? Cho thêm mấy tấm hình nữa đi cho chặt cái chỗ này luôn. Hồi nãy cô dẫn muốn vàng luôn á. Trời không ngờ nè, ổng mặc cái bộ đồ này ổng là bỏ mời cái đầu tôi đi nghe chứ nó đĩa luôn á. Cô mời đi trước quá. Hả? Cái này cả bên. Rất là dùng nghiêm. Hồi nãy tôi nói anh ơi anh về đi, anh về anh làm thêm mấy tấm nữa để cho hết cái chỗ này luôn đi. Mọi chỗ nào chứa nổi. Không ai chứa nổi, chỉ đây là cái sân khấu rực rỡ nhất của anh thôi. Anh độc quyền rồi đó anh ơi. Anh còn hơn là mai còn nó xanh luôn. Cảm ơn nha, còn năm cảm ơn đến cô tổ nghiệp á. Cũng nhờ tổ nghiệp mà đã cho cậu một cõi an. Thì bây giờ cậu cũng còn nhiều cái khúc mắc lắm, cậu cũng còn phải ở đây. Tình thương mến thương cậu đi cũng không nổi đâu. Rất là thương. Cậu ở đây no cơm ấm áo bao nhiêu người luôn chứ chưa. Ở đây đi cậu nha. Cậu cũng xui khiến sao rồi cho trên kia người ta thương người ta để thêm nữa đi. Chứ giờ bức ảnh này giờ chắc mai thêm hai tờ nữa đi. Quá đẹp để chặt luôn. Dạ. Rất là đẹp cô chú. Quá đẹp quá nhờ. Không thể luôn. Tấm này là nổi nhất trong cái đám hình đây luôn. Nổi cực kỳ. Giác ngộ. Nay về cõi Phúc An. Tâm lành. Ở đây này trước không? Tâm lành một lòng hướng nghiệp tổ. Không, dạ. Này bên tổ nè. Nghiệp, giác ngộ quang về cõi Phúc An. Quay về. Trước khi mà người ta tâm hình hai con biết ý nghĩa đó rồi, chị đó cũng nói rồi. Mục đích của chị biết những cái con. Có nghĩa là Bảo Huy kính dân. Kính dân. Tên là Bảo Huy nha. Chủ nhân của tấm hình này tên là Bảo Huy nha. Có ngày hôm nay đó, sau khi mà cậu năm xong cái vai diễn của mình ở dưới Hà Giống quá năm xin phép cậu năm quay về là chắc em đi anh là tiên mắt đọa quá. Thì bây giờ cậu trở về anh là tiên mắt đọa đó. Thì tiên mắt đọa chứ ai mà dám quạ anh tấm hình này, em bảo đảm luôn anh là tiên mắt đọa rồi. Trời giống ổng giả mang luôn. Quá đẹp luôn rồi. Siêu khủng, siêu đẹp hả cô? Siêu khủng nè ha. Chủ nhân á, chủ nhân đến nỗi mà chủ nhân phải hàn một cái cây đằng sau bằng sắt thiệt là bự luôn mới chịu nổi tấm hình này. Cô anh Lê Hoàng làm rất là chắc cho cô chú. Quá đẹp. Cái này đẹp. Em không về.